về Phan Thiết. Trước mùi lễ hòn trơn ta bị hút hồn liền. Những đôi cát đôi màu theo sắc nắng, tác phẩm thiên nhiên thì thú cảm ta này. Dòng miền Trung không thiếu gì biến thể, nhưng hoa quyên đất trời bức tranh mới trinh nguyên, tìm hẹn những màn đình dân xanh lên đuổi vắt bài cát trắng nguyên sơ. Mỗi lẽ hòn thơm, mỗi lẽ hòn thơm
nếu ai hỏi về bình thôn quê tôi trả lời rằng đẹp tựa bức tranh. Nếu ai hỏi về bình thôn quê tôi ngọt ngào dòng sông Cà Ti bình lặng, biển rộng bao la, phú quý hòn rơm, cá tôm dân trài xa khơi dâng dệt mộng đẹp quê hương, một ngàn đồi xưa mùi nê tắt vàng. Ta cú đồi dương bên cạn lao sao khách say hồn, thương hoàn vườn tranh thơ biến rú tình thăm cổ bồ sa nữ. Xuân hồng dì vàng lời yêu thương, vương triệu hò bày tròi vọng giấc mơ. Tiếng xuân về nồng nàn tình tháp nước, thăm đầm trường dục thanh tình sâu nghĩa nàng. Lòng mẹ bao la, khúc hát ầu ơ, gió vương cánh diều bay cao tiếng hát. Sáng ngày mình có đến Nam Hải, giờ thì đi nên giúp thầy ở đây cũng làm kỹ để con rất kỹ. Đó. Rồi, có cái gì đó. Nha. Bình thuần người sáng, sáng tăng sư Việt Nam, mầm vườn trôi xanh, đất anh hùng vươn tầm cao. Nửa yêu, nửa mưa nửa nắng, nửa liều nhớ thương. Nếu mai tình có đôi đường, vẫn còn chút xíu trầm hương thơm hoài. Hồn tôi sau mái tù đầy, không bơi khỏi mắt,
trang đài tri âm. Hồn tôi sau mái tù đầy không bơi khỏi mắt trang đài tri âm. Tôi người nửa bàn nửa yêu, nửa mưa nửa nắng, nửa liều nhớ thương. Nếu mai tình có đôi đường, vẫn còn chút xíu trầm hương thơm hoài. Hồn tôi sau mái tù đầy không bơi khỏi mắt trang đài tri âm. Hồn tôi sau mái tù đầy không bơi khỏi mắt trang đài tri âm. Nửa yêu, nửa mưa nửa nắng, nửa liều nhớ thương. Nếu mai tình có đôi đường, vẫn còn chút xíu trầm hương thơm hoài. À, ba có ghé vô mà nói chung là các anh ở đây là nói không được vì cái điều kiện mình cách ly như vậy rồi cho nên là thôi cha con mình thông cảm rồi nha. Tôi người nửa bạn nửa yêu, nửa mưa nửa nắng, nửa liều nhớ thương. Nếu mai tình có đôi đường, vẫn còn chút xíu trầm hương thơm hoài. Hồn tôi sau mái tù đầy không bơi khỏi mắt trang đài tri âm. Hồn tôi sau mái tù đầy không bơi khỏi mắt trang đài tri âm. Hồn tôi sau mái tù đầy không bơi khỏi mắt trang đài tri âm. Đi ra khỏi chuồng luôn á, rồi lấy cho chú mấy lốc sữa cô gái Hà Lan luôn con. Cô gái Hà Lan mấy bữa chú mua lốc bốn hộp á, lốc lớn một thùng nó là bao nhiêu vậy, là bán bao nhiêu tiền? Để có quá hạn không em? Hết hả? Thôi lấy cho chú 5 lóc đi. Lấy cho chú 5 lóc đi. Có bánh bông lan gì không em? Chắc chưa hả? Rồi lấy bánh bông lan, bánh lớn không? Bông lan lấy lớn thì chưa. Bánh bông lan mà bánh đổ ngoài chứ đừng ở trong bị. Đâu bánh nào đâu, bánh bông lan nào đâu. Bánh bông lan mà nó làm cái khoanh tròn vậy đó. À vậy không có. À, ở đây không có bán cái đó à. Cái đó người ta làm đi.